Hello, chào tất cả anh em quay trở lại với channel của mình em nhá. Dạo gần đây thì mình cũng nhận được rất là nhiều phản hồi với anh em có thắc mắc là khi nào chúng ta có thể là bắt theo cái công thức toán học và khi nào có thể mình áp dụng theo lịch sử phiên. Nghĩa là với thuật toán hai cầu mình bắt làm sao và với lịch sử phiên mình bắt như thế nào. Thì cái cầu cầu mà anh em bắt theo xí ngầu hoặc là điểm viên nhé, thì nó sẽ gọi là cái cầu đấy, nó sẽ gọi là cái dạng cầu mình gọi là công thức toán học đi, đúng không? Còn khi mà bắt theo lịch sử phiên gọi là thuật toán hai cầu thì mình sẽ không cần phải cộng trừ gì và mình chỉ nhìn trên cái kết quả hiển thị gần nhất là mình có thể là tiến hành là bắt được anh em ạ. Đấy thì hôm nay nhá, tôi vào cái thời điểm này, ví dụ ở trên màn đồng xanh là lúc này anh em bắt theo thuật toán hai cầu luôn, ok, không cần phải là tính xí ngầu gì cả. Thì nó sẽ là gì? Khi mà cầu nó xuất hiện, đấy, bệt thông bốn tay, anh em nhé. Khi cầu xuất hiện bệt thông bốn tay, thì chúng ta sẽ áp dụng là bắt theo bệt. Anh em hiểu chưa? Đấy, bắt theo bệt. Thì ví dụ như cái tay này này, rõ ràng chúng ta sẽ phải bắt một con T, đúng không? Rõ ràng ở những cái tay như này chúng ta sẽ bắt một con T. Tuy nhiên thì cầu nó cũng tỷ lệ mà nó gãy ở tay 4 đấy, cũng rất là nhiều lần nó gãy ở tay 4. Thì những cái tay 4 ấy, anh em gọi là vào nhẹ nhẹ tay thôi, đúng không? Khi bắt đầu nó xuất hiện này, ở tay 4, rất hay gãy ở tay 4. Thì khi nó xuất hiện ấy, anh em vào nhẹ tay những cái tay đấy thôi. Còn qua tay 4 từ tay 5 trở đi thì chúng ta có thể là vào căng hơn được nhá. Anh em hiểu chưa? Đấy, ở đây nó ra được cũng đúng một tay 11 luôn anh em này. Đấy, những cái đoạn này thì mình sẽ áp dụng luôn theo cái lịch sử phiên, không cần phải là cộng trừ làm gì cho nó mất thời gian mà chưa chắc nó lại hiệu quả đâu, đúng không? Nên là đoạn này anh em áp dụng thuật toán hai cầu chơi theo cái lịch sử phiên nó là ok nhất. Còn với cái dạng mà cầu nó đi với cái dạng mà cầu nó chạy cái kiểu nó lung tung đấy, nó lung tung nhá, tức là mình nhìn mình rất là khó để xác định được nó là cầu gì ấy, thì cái đoạn đấy thì anh em chúng ta áp dụng theo công thức toán học được. Ở cái đoạn đấy rất là ok luôn. Ok, cái này thì tôi sẽ vào 25, nó đang là cầu bệt như này, dạng cầu này là dạng gọi là dễ, dễ ơi là dễ, dễ hút nhất rồi anh em nhỉ. Cũng không có gì để phải phân tích quá nhiều về những cái cầu như thế này. Đấy, gãy một tay không vấn đề gì nhá. Vấn đề gì cả? Thì con sau anh em biết là mình bắt cái gì không? Chắc chắn là mình sẽ phải bắt vào x rồi đúng không? Đấy. Thì cái tay này mình sẽ vẫn chỉ là vào lại là 2m. 2m thì có thể nhá. Nhiều lúc nó sẽ hồi, nhiều khi nó sẽ hồi cái cầu 11 ở cái đoạn này đấy anh em ạ. Ok chưa? Là tay đầu thì mình ăn, tay hai thì lại gãy nhờ. Tay này thì khả năng cao lại bú tiếp anh em ạ. Thì đẩy lên tay sau là ok. Quả này bệt 5 thì cột hai chắc là nó cũng phải bệt 3. Ý ra ra con 11 hồi hồi lên một con T anh em nhỉ. Nó khá căng đấy. Khá căng cái tay này nhỉ. Thế là gãy hai và ăn một này, vẫn cứ phải là gì, cầu này anh em vẫn phải ôm về mặt mặt cửa T anh em nhé. Đấy, cầu này vẫn phải ôm T này, ôm tiếp cái tay này mà nó xịt đấy. Đấy, trong trường hợp xịt tay này nhé thì mình sẽ phải đổi cầu, tức là mình sẽ bắt lại theo cầu 11. Đấy, khi 11 nó đã chạy được 4 tay thì mình sẽ bắt theo cầu 11. Và lúc này thì nó cũng đang kiểu tỷ lệ là nghiêng một vế khá cao này. Đấy. Nếu mà tôi tính thôi, trên cái mấy cái trò hai mặt này mà nó không có cầu 11 thì sẽ chơi không ai thua anh em ạ. Nhưng mà ra cầu 11 thì là toang, ra cầu 11 cứ đang bệt mà ra 11 là dễ toang. Đấy, bú rồi anh em.
Thế là chốt được 3M5 đúng không? Ra đúng con 11 tiếp anh em nhỉ. Tay này thì mình vẫn phải là vào một con T. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu mình bắt 1-1 đấy, đúng không? Nếu mình bắt 1-1 thì cái đoạn vừa rồi nó phải cái tay vừa rồi nó phải sang X thì mình bắt 1-1. Còn nó vẫn ở T thì cái con này rõ ràng là mình phải vào T rồi, đúng không? Tao lụm được 3M5 anh em nhỉ. Tôi đã lụm được 3M5. Gậy. Đấy, già đoạn cầu này rất là khoai anh em nhé. Nó kiểu như là nó sẽ kiểu gãy, có thể gãy hai ăn một đúng không? Gãy hai ăn một là cũng khó chơi rồi, nên là tôi cũng không dám vào cái đoạn này, nó gọi là căng quá, mình sẽ gọi là gấp từ từ thôi anh em nhé. Tiếp tục là sẽ đi một con T. Như vậy là để mà chốt nhiều thì tôi không nói, nhưng mà ở một cái mức vốn mà gọi là ổn ổn một tí thì hoàn toàn anh em có thể là chốt từ 3 đến 5M đấy, thì sau khoảng tầm 10 phút thôi là mình hoàn toàn có thể. À, gãy này anh em này. Đấy, như này mà nó sang một một cái là mình sẽ bị gãy đến tận ba tay thông ở cái đoạn này đúng không? Nhưng mà con này chắc chắn mình phải là đi theo đúng bài. Đấy, như tôi đã nói thì nếu mà cứ không xuất hiện cầu một một bốn tay liên tục ấy thì chơi không ai gãy, đảm bảo là win. Chuẩn nha anh em. Đấy, nếu mình bắt sớm thì mình sẽ bị gãy ở cái tay đấy đúng không? Rồi ok, chốt luôn anh em ơi. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé.